Vậy có những lý do gì để khiến cho chai rượu Macallan 1926 này trở nên bất nhất lịch sử? Tôi cho rằng có 3 lý do lớn nhất để cấu thành ngôi vị bá vương cho chai rượu Macallan 1926 này. Lưu ý rằng nếu tách rời 3 lý do này ra và áp vào một chai bất kỳ thì cũng không thể biến nó thành chai rượu quý giá được. Nó phải hội tụ vào một chai rượu. Lý do đầu tiên để cấu thành nên một chai rượu whisky ngon đó chính là thời gian ủ trong thùng gỗ. Chai rượu này là một chai rượu được ủ 60 năm trong thùng gỗ và chúng ta biết thời gian là thứ không thể mua được bằng tiền bạc. Năm 1926 này cũng trùng với cả năm sinh của nữ hoàng Elizabeth và được đóng chai 60 năm sau vào năm 1986. Nên nhớ rằng chai rượu này được đóng vào năm 1986, cái điều kiện bảo quản thời kỳ đó không được tốt như ngày nay, vậy nên là cái tốc độ bay hơi là rất lớn. Một chai whisky cổ đến mấy mà nồng độ cồn dưới 4% thì vẫn không được gọi là whisky, chỉ gọi là spirit. Thật may thay, vào năm 1986 khi mà họ kiểm tra cái thùng gỗ này thì chai rượu này đạt một nồng độ cồn là 42,6 sau 60 năm.